V-League 2023 giải đấu cao nhất cấp câu lạc bộ và cũng là giải đấu khốc liệt nhất của bóng đá Việt Nam sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 3 tháng 2 năm 2023. Đây là mùa giải hứa hẹn bùng nổ khi nhiều đội bóng ấp ủ tham vọng lớn và đầu tư mạnh mẽ, quyết tâm tạo ấn tượng tốt đẹp, chiều lòng người hâm mộ và hướng tới một mùa giải thi đấu thành công, nhiều bất ngờ. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã công bố dàn huấn luyện viên mang tầm cỡ quốc tế với nhiều tham vọng ở vị trí huấn luyện viên trưởng, huấn luyện viên Paulo Foyani được chọn mặt gửi vàng. Ông từng có 5 năm, 1997 đến 2001, đứng trên cương vị đội trưởng của câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp có ít IBA, Brazil. Trong sự nghiệp cầm quân của mình, huấn luyện viên Paulo Foyani đã dẫn dắt 21 câu lạc bộ tại Brazil đạt thành tích cao. Nổi bật trong đó là, vào năm 2015 giúp câu lạc bộ Sociedad ảnh Á quân Cúp Copa, năm 2019 giúp câu lạc bộ Sinop Futebol giành quyền tham dự Cúp Copa do Brazil năm 2021. Câu lạc bộ Sportivo mà ông cầm quân đã xuất sắc giành quyền tham dự Cúp Copa do Brazil. Chiến lược gia người Brazil này cũng là người giành giải thưởng huấn luyện viên xuất sắc nhất hạng nhất bang của Brazil năm 2020. Sự cuốn hút của huấn luyện viên Paulo Ani không chỉ ở tố chất kỹ thuật và khả năng sáng tạo trong cách xử lý bóng mà còn nằm ở triết lý bóng đá mà ông xây dựng ở các đội bóng mình từng làm việc trong ngày nhận nhiệm vụ mới, huấn luyện viên Paolo Foyani chia sẻ, đến Việt Nam lần này, tôi mong muốn mang đến cho câu lạc bộ công an Hà Nội một lối chơi hoa Mỹ, tấn công đẹp mắt một lối chơi mang hơi thở Brazil. Trợ lý chuyên môn được xem là cánh tay đắc lực của huấn luyện viên Paolo Foyani với vai trò bao quát, phân tích chiến thuật, theo dõi quá trình tập luyện của các cầu thủ là Flavio Cruz, một người nặng tình với bóng đá Việt Nam. Trong 7 năm ở Việt Nam, Flavio thi đấu cho ba câu lạc bộ. Huda Huế, Bình Định và Navi Bank Sài Gòn. Ở mùa giải hạng nhất 2008, Flavio đã giành danh hiệu vua phá lưới, với 18 bàn thắng. Năm 2020, với vai trò huấn luyện viên, nhà cầm quân người Brazil này, đã chuyển lửa giúp gia đình FC thể hiện được phong độ ấn tượng xuyên suốt mùa giải. Trên cương vị mới tại câu lạc bộ công an Hà Nội, Flavio Cruz chia sẻ, tôi nghĩ bóng đá Việt Nam đang có bước phát triển cao, các bạn đã có sự chuẩn bị tốt. Tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, các cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt của câu lạc bộ được bảo đảm rất chu đáo. Tôi tin với lứa cầu thủ giàu sức trẻ, chơi quyết liệt, tinh thần quyết tâm cao, kỷ luật chiến thuật tốt, chúng ta sẽ thi đấu cạnh tranh, bùng nổ và tiến xa hơn nữa. Những ngày qua, thầy và trò câu lạc bộ Công an Hà Nội đã hội quân và có những buổi tập chất lượng tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, một cơ sở có diện tích gần 22 ha với hệ thống trang thiết bị hiện đại tân tiến mà nhiều học viện bóng đá trên thế giới đều mơ ước như phòng tập giả lập 360S được phát triển bởi Benfica Lab của câu lạc bộ số 1 Bồ Đào Nha, PlayerTech, thiết bị theo dõi hiệu suất thi đấu của cầu thủ, khu tổ hợp khoa học thể thao, với phòng ghim rộng 1.600m2 trang bị 66 đầu thiết bị chuyên dụng, hai bể trị liệu đối cực, một bể vật lý trị liệu dưới nước. Hệ thống sân tập tốt nhất Việt Nam với các phòng kỹ thuật và tiện nghi chuẩn quốc tế phục vụ các giải đấu lớn. Bên cạnh đó, PVF còn được đầu tư hệ thống nhà ăn, hội trường, thư viện, các phòng học chiến thuật và các sân thể thao với chất lượng phục vụ tiêu chuẩn 5 sao. Đây cũng là trung tâm đào tạo bóng đá đầu tiên và duy nhất của Đông Nam Á được vinh danh học viện 3 sao, mức cao nhất trong thang điểm đánh giá chất lượng của hệ thống đào tạo bóng đá trẻ tại châu Á từ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC. Thời điểm này, các cầu thủ và ban huấn luyện câu lạc bộ Công an Hà Nội đang hoàn thiện những bài tập chiến thuật cũng như nâng cao thể lực dưới sự chỉ đạo của các huấn luyện viên cầu thủ của câu lạc bộ đều đã nhập cuộc nhanh chóng và tích cực luyện tập để có được sự hòa nhập tốt nhất về lối chơi và chiến thuật đánh giá sức mạnh của câu lạc bộ công an hà nội ở thời điểm hiện tại ông paulo foyani cho biết đây là đội bóng với những cầu thủ nhiệt huyết năng nổ tràn đầy năng lượng luôn cạnh tranh thiện trí và cùng nhau hướng đến chiến thắng tôi cảm thấy rất hào hứng với công việc mới và sẽ nỗ lực gắn kết các cầu thủ thành một khối đoàn kết vững mạnh về chuyên môn để đạt được kết quả tốt ở mùa giải năm nay đây được xem là giai đoạn khởi đầu mùa giải đầy thử thách đối với một tân binh như câu lạc bộ công an hà nội nhưng vượt lên tất cả với sự đoàn kết quyết tâm cao câu lạc bộ đã sẵn sàng cho mùa giải mới với tinh thần thi đấu hết mình những gương mặt cầu thủ mới như phan văn đức sầm ngọc đức nguyễn xuân nam bùi tiến dũng huỳnh tấn sinh nguyễn trọng long tô văn vũ và nhiều cầu thủ tài năng khác hứa hẹn sẽ làm nên những trận cầu đẳng cấp, bùng nổ và để lại nhiều khoảnh khắc đẹp trong lòng người hâm mộ. Mục tiêu của toàn đội đó chính là giành thứ hạng cao ở đấu trường V-League 2023.